cậu ơi, tớ đã cứu được con bò ra rồi đây này. Trời nắng thế nhỉ. Anh nhìn thấy cái gì đây chưa? Cái gì là cái gì cơ? Tự nhiên ra hỏi thế thì anh làm sao anh biết được? Bây giờ em cũng phải nhìn yêu lại rồi. Quyết định bổ nhiệm đồng chí Cam Cam làm cảnh sát phòng cháy chữa cháy á. Wow, em Cam bây giờ cũng có cả bằng phòng cháy chữa cháy rồi các bạn ơi. 2023 tháng 12 đây này. Ra gì ra gì à? Cũng ra gì và này nọ đây. Tại bây giờ em đã đi chữa cháy được chưa? Bây giờ em Cam bằng cũng có rồi, không còn lý do gì để từ chối nữa. Thế em đã có đồng phục của lính cứu hỏa chưa? Đã có dụng cụ để mà đi chữa cháy chưa? Chứ em mà mặc thế này vào lửa nó bén vào quần áo còn mà cháy cả người luôn đây. Cái gì cơ? Bây giờ em Cam cũng là cảnh sát chữa cháy rồi á? Thật á? Thật chứ còn này là vợ. Bây giờ cứu hỏa chữa cháy đâu? Cái này, ui ôi, này có cả mũ nữa cả. Ui rồi ôi. Wow, nhầm như nào? Ồ, cậu đội ngược chiếc mũ rồi. À, phải đội như thế này à? Đúng rồi. Ôi, cái này của em Cam xịn xò phết nhỉ. Ui, em Cam ngầu vậy. Chị còn không dám đi học cái bộ môn đấy mà em Cam đã đi học rồi á. Tôi có quyết tâm để làm một thác. Thế nhưng mà trước khi khi đi cùng anh thì bây giờ anh phải kiểm tra xem là em Cam có học nản hoi không đã nào. Cái này là cái mũ thì biết rồi nhá. Thế cái này để làm gì? Cái này là cái quần mà kia để làm gì? Đúng thật, bạn em đi hỏi buồn cười ghê. Được rồi, từ từ. Xem cái bộ này xem nó có đầy đủ không nào. Thế, cái này để làm gì? Cậu rốt thế, đây mà là cái gì cũng không biết á. Các bạn nhỏ nhà mình biết đây là cái gì không? Đây là cái rìu để bổ củi này này. Ấy, để chặt các cái thanh củi này ra để lấy củi nấu cám lợn. Cô mà chị cho nó biết gì? Sao lại không biết gì? Cái rìu này để phá cửa. Nếu như cửa đóng chặt mà không mở được cửa thì phải dùng cái rìu này để phá cửa. Thế là mình cứu một người bên trong. À, hợp lý đấy. Thế thì này có biết là cái gì không? Em Cam có biết cái này là cái gì không? Cái này tôi cũng biết. Cái này chính là bình xịt côn trùng đúng không? What the hell? Chị cha này không biết rồi. Không biết cái gì cơ? Chị có nhìn thấy trên này nó ghi cái gì không? Có cái gì đây? Phương pháp sử dụng. À, cái này á, bạn Trang nói sai rồi. Được rồi đấy, xem còn cái gì nữa con nào. Cái đấy là cái gì em Cam? Cái này là bộ đàm, để em và anh có thể liên lạc với nhau. À đúng rồi đúng rồi. Nếu như mà tớ chữa cháy ở trên nóc nhà, còn em Cam thì phun nước ở dưới chân nhà, thế bây giờ chẳng hạn mà nói với nhau thì phải dùng bộ đàm mới nói được đúng không? Cái này hợp lý. Còn cái gì nữa nào? Ui chà ơi, đây là cái xà beng, tớ biết thừa. Xà beng này chắc chắn là để cũng là một dụng cụ chẳng hạn như là để di chuyển những cái chướng ngại vật hoặc là phá những cái vật nào nó ngăn chặn đường đi ấy. Phá cửa này cổ, hoặc là chẳng hạn như để có giải cứu, đúng rồi, thoát nạn nhân ra bên ngoài. Có những cái thanh gỗ nha, nó đang bị cháy to rồi là to, mình sẽ cầm xà beng này mình quậy ra một bên để mình có thể đi qua được. À, còn cái này là cái gì? Một cái áo. À, em Cam được trang bị đầy đủ đấy cậu ạ. Thế còn cái này? Cái này là cái gì hả Cam? Anh, cái này anh còn chưa biết đây này. Cái thắt lưng ra. Bây giờ em Cam thử mặc bộ đồ này vào xem nó có vừa không. Rồi, đây này, chị hỗ trợ em Cam. Cần chị hỗ trợ à? Mặc được luôn á. Ây chà, trường em Cam phát cho em Cam mang cái bộ đồ này vừa zin đấy. Đội thêm chiếc mũ này nữa này. Chưa em mặc xong ra nhỉ.
ôi. Em Cam không biết kéo khóa rồi, để đấy chị hỗ trợ cho mà lại. Ok, bây giờ chị cho cái khóa vào đây. Rồi, bây giờ cái dây đai đâu? Cái dây đai này, vừa nãy bạn Nhím hỏi để làm gì đúng không? Để thắt vào đây này, cho bộ đồ gọn gàng hơn. Di chuyển cho nó không bị vướng. Cái dây đai này thắt thế nào vậy nhỉ? Thế này à? Hay thế này? Thắt cái dây đai này vào đây này. Cái bụng của em Cam to quá Nhím ạ. Mãi không được. Rồi, em Cam đừng không cần phải hốc bụng thế nữa đâu. Đấy. Cái dây đai này còn có nhiệm vụ, đó là mình sẽ dắt những cái này vào đây này. Đây. Bộ đàn dắt vào đây này. Gắn đồ đấy luôn ạ. Đúng rồi, tiếp theo bên này. Ui giời ơi. Đấy, như thế thì em Cam có thể vừa đi và vừa dùng được cái này móc vào đâu. Cho nó móc vào đây. Ui giời ơi. Cái bài đấy này làm hỏng cái bộ đồ của em Cam rồi. Không phải. Cái này đây, cái này. À, gài đấy đúng không? Cái này gài như thế nào nhỉ? Đây. Đấy, để cho em vừa đi gặp cái gì mà em có thể lấy ra em sử dụng luôn. Gò đấy. Được rồi, thế thì anh sẽ về. Anh cũng mặc bộ quần áo cứu hỏa của anh ra hỗ trợ em Cam dập lửa nhá. A few moments later. Anh Nhím mau ra nhỉ. Anh đến đây. Ui, anh phải về. Anh mặc gấp bộ quần áo này vào đây. Bây giờ em Cam đã sẵn sàng làm nhiệm vụ chưa? Yeah. Sẵn sàng. Tiến lên thôi. Ui, đám cháy này to quá. Hình như trên xe tôi có con vật gì đang mắc kẹt. Không được rồi, bây giờ mình phải nhanh chóng vào đấy giải cứu thôi. Em Cam, bây giờ dùng quạt phun nước này đứng được ngoài xin vào cái xe, còn anh sẽ lao vào anh cứu nha. Xin đi để anh vào anh cứu. Các cậu ơi, tớ đã cứu được con bò ra rồi đây này. Thế này thì tớ cũng phải đi học một khóa học giống em Cam thôi. Nhìn em Cam và bạn Nhím trông ngầu thật đấy. Đúng rồi, cậu cũng đi học đi, xong rồi cũng về mặc quần áo như bọn tớ này, xong rồi đi chữa cháy hơi bị vui luôn. Đúng không Cam? Đúng rồi.